Ok, và trước khi bắt đầu video thì mình xin các bạn hãy cho một like, một follow fanpage của mình ở trên Facebook nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ có những video cực kỳ thú vị trên đây, cũng giống như là mình sẽ có một số buổi livestream cho các bạn. Ok, và hãy tương tác tốt hơn với mình trên fanpage. Cảm ơn bạn đã xem video clip này nha. Ok, hi chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stubby Gaming đây các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod biệt đội anh em siêu nhân ma tiếng các bạn ha. Ok các bạn, thì sau cái lần mình đi thu phục những người anh em siêu nhân ma tiếng này thì đã lâu lắm rồi mình chưa làm riêng về một cái video cho nó các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ làm riêng một cái video về siêu nhân ma tiếng, về cái biệt đội siêu nhân mà tại sao mình nói rất là thích mà hôm nay mình mới làm. Đó chính là mình muốn để cái thời khắc quan trọng nhất ngày hôm nay cho cái thằng siêu nhân ma tiếng bạc này nó thể hiện rồi các bạn. Đó, thì nhìn thoát qua thì các bạn cũng đã biết là cái thằng siêu nhân ma tiếng bạc là một cái thằng siêu nhân gọi là đẹp nhất, ưu tú nhất trong cái biệt đội siêu nhân ma tiếng rồi các bạn ha. Đó, nói chung thì ai cũng đẹp hết, nhưng mà riêng mình á thì ngoài cái thằng ma tiếng đỏ ra thì mình còn thích thêm cái thằng ma tiếng bạc nữa các bạn. Nhìn nó rất chi là ngầu và đẹp luôn ha. Và tại sao ngày hôm nay tụi mình lại đi ra ngoài bãi biển này các bạn? Đó chính là ngày hôm nay biệt đội siêu nhân ma tiếng đã có một cái ý định rất là điên rồ. Đó chính là ngày hôm nay những người anh em siêu nhân ma tiếng sẽ ra ngoài đó và thu phục cái con cá mập siêu to khổng lồ Megalodon các bạn. Các bạn suy nghĩ sao về cái chuyện này? Rất là điên rồ đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay những người anh em siêu nhân ma tiếng sẽ quyết tâm làm cái điều này các bạn ha. Một cái con cá mập mà có thể nói làm cho những người dân ở đây khiếp sợ bạt vía, làm cho những người anh em siêu nhân đỏ lúc trước các bạn gọi là hả, khi mà thấy nó thì giống như là thấy ông nội vậy đó. Nhưng mà những người anh em siêu nhân kia thì cũng đã thành công khi mà tiêu diệt nó, nhưng mà cũng không phải là tiêu diệt nữa các bạn, do là những con Megalodon này nó quá hung dữ, nó quá đói đi, nó quá hung dữ và nó quá đói đi, cho nên là nó đã ăn thịt lẫn nhau, nó tấn công lẫn nhau chứ không phải là tiêu diệt nữa ha các bạn ha. Vậy mà cái thằng Doraemon, Suka, Chien, Seiko tiêu diệt được con Megalodon đó các bạn. Các bạn thấy ảo không? Ảo thật đấy. Ok, thì hồi nãy giờ mình giới thiệu như vậy đủ rồi ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi ra ngoài đó các bạn. Thì cái con thuyền này nó chỉ được 4 người anh em ngồi thôi. Mình sẽ cho cái thằng ma tiếng xanh này nó đứng ở trên mũi các bạn ha. Đây, mình sẽ cho đi ra ngoài. Ủa sao tự nhiên lọt xuống vậy ba? What the? Sống sao? Chết thật. lỗi quá anh bạn à. Do là hồi nãy mình bóc con thuyền ra cho nên là nó bị lọt xuống đó các bạn. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thôi các bạn ha. Và cái chỗ á mà xuất hiện nhiều cái con cá mập Megalodon hung dữ nhất á thì chính là cái chỗ đâu rồi? À, bên ngoài tàu sân bay nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài bên tàu sân bay đó ha. Rồi để mình coi lại coi đúng không. Ừ đúng rồi các bạn, tàu sân bay nằm bên đó ha. Ok các bạn, thì nếu như các bạn chưa biết biệt đội siêu nhân ma tiếng hay là siêu nhân gì á thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn biết về một chút ít thông tin về biệt đội siêu nhân ma tiếng này ha. Ê, tại sao ngày hôm nay nó lại dám đi ra để bắt cái mặt Megalodon? Tại vì những thằng siêu nhân ma tiếng này nó có những cái sức mạnh cực kỳ đặc biệt các bạn. Đó, các bạn thấy những cái viên kim cương trên người nó không? Những cái viên ngọc trên người nó không? Thì chính những cái viên ngọc này sẽ là cái mấu chốt để cho nó có thể là thu phục được Megalodon ha. Hồi nãy cái thằng ma tiếng xanh này ở đứng nó hơi bị bấp bênh quá các bạn. Hồi nãy do là đứng sát ở cái chỗ mình lái quá cho nên là nó đụng vô cái buồng lái của mình, nó bị rớt ra ngoài á. Thế còn bây giờ thì ok rồi. Đó, thì do là nó có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp cho nên là nó mới dám đứng ra để thu phục những con cá mập Megalodon này. Rồi, ok. Đó, thì những người anh em siêu nhân ma tiếng này các bạn cũng không biết
là ở ngoài kia còn bao nhiêu con cá mập mê Garudin nằm ở ngoài nữa ha. Nhưng mà chỉ hy vọng là sau khi thuộc nó xong thì sẽ giúp cho những con cá mập mê Garudin này nó thức tỉnh lại, và giống như là đừng có tấn công những cái người dân vô tội nữa. Ở bên coi gần tới chưa? Uầy, còn xa dữ vậy các bạn ạ. Nhưng mà không sao, với con xuồng siêu tốc này thì mình nghĩ cũng lẹ thôi các bạn. Rồi, ok các bạn. Đây, tụi mình đã gần tới ha. Do là hồi nãy mình chạy gấp quá các bạn, mình làm rớt cái thằng siêu nhân ma tiếng xanh luôn rồi. Ok, lát nữa mình lên thuyền thì mình sẽ tập hợp lại sau ha. Đây, các bạn nhìn trên bản đồ nè, nó nằm tuốt ngoài sao luôn. Nhưng mà không sao, lát nữa tụi mình lên thuyền xong tụi mình sẽ đợi nó chạy lại ha. Đây, đây là một cái vùng biển rất là xa đất liền, rất là sâu các bạn ha. Nước ở đây thì rất là nông. Wow, đó, các bạn nhìn sóng biển nhấp nhô kìa, cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ha. Mình ngồi ở đây mình chạy thôi là mình cảm giác thấy hay say sóng rồi đó. Rồi, let's go anh em, bắt đầu lên thuyền thôi. Rồi, ok, và những người anh em của mình đã lên thuyền hết rồi các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ gọi mấy con Miguel Đình nó ra. Thì cũng giống như là những cách gọi mà cái thằng Doraemon Suka Suko nó gọi vậy đó. Mình sẽ quăng những cái quả pháo sáng, nhưng mà kèm theo đó là có một cái chút máu ở trong các bạn, để gọi là thu hút nó lại ha. À cái này nè. À, thì cái pháo sáng này là cái pháo sáng mà dành riêng cho cái việc kêu rồi gọi những con cá mập Miguel Đình này ra đó. Đây, quay quay, bên này thì ngu thật sự đó các bạn. Ê đi anh đây, tụi bay đi vậy chỉ có chết thôi. Bên này ngu quá trời luôn á. Đây, đây mình sẽ cho các bạn biết cái cách hoạt động nó khi mà mình ném dưới nước nó như thế nào ha. Đây, nó trôi xuống rồi các bạn ơi. Nó trôi xuống mà hơi sâu sâu chút xíu á. Rồi xong thì nó sẽ bốc một cái lượng khói cực kỳ lớn kèm theo là máu trong đó các bạn ha. Đó, từ nó bốc, tự nó bốc lên nè. Tại vì mấy con cá mập Golden nó sống rất là sâu ở dưới mới thu hút được nó. Rồi con thuyền của mình nó trôi tuốt ra ngoài kia luôn rồi các bạn. Mà không sao, lấy tụi mình lấy con khác. Nè mấy, rồi con hồng này nè. Con hồng này tao nói thiệt với mày á, trước sau giờ mày cũng rớt xuống nữa à. Lần này mà rớt xuống nữa là tao không bao giờ cứu đâu á. Lát con cá mập B Garden nó ra một cái là hả, mạnh nên nó sống nha. Và đặc biệt á các bạn, cái nhiệm vụ thu phục Mega Garden này á, ngày hôm nay sẽ là do cái thằng Ma Tiếng Bạc nó chỉ huy các bạn ha. Và nó cũng chính là người sẽ trực tiếp nhảy xuống để thu phục. Còn những người anh em kia đi theo để gọi là khi mà mình có vấn đề mạnh hệ gì á thì hốt xác mình lên thôi các bạn. Chỉ có vậy thôi à. Thôi, hồi nãy giờ mình quăng khá nhiều luôn á các bạn. Mình nghĩ là tụi nó sắp cũng hả lên tới nơi rồi đó. Uầy, coi bộ cái nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm với lại những người anh em siêu nhân ma tiếng nha các bạn. Thì nếu như các bạn coi mà cái tập 500 anh em siêu nhân đỏ đi dự tiệc ở trên cái chiếc du thuyền á các bạn, chiếc du thuyền là bên kia kìa, thì đã gặp những con Mega Garden đúng không? Nhưng mà những con Mega Garden nó thì còn hơi hiền. Cái chiếc du thuyền ở đâu bằng chiếc tàu sân bay đâu, nhưng mà nó tấn công cũng không có nhiều. Còn ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy những con Mega Garden nó cực kỳ hung dữ khi mà ra vùng biển sâu nè. Đấy các bạn, mình đã đánh hơi được những con Mega Garden này đang mò tới đây rồi đó. Uầy, trước mắt mình là bây giờ mình thấy có hai con Mega Garden nữa các bạn. Không biết còn con nào nữa không. Ôi, bên đây cũng có luôn nè. Bên kia cũng có thêm một con nữa. Như vậy là tổng cộng có tới 4 con Mega Garden luôn. Uầy, thực sự kinh dị.
Một con Bay Garden thôi là nó cắn là muốn đứt con tàu sân bay rồi, nó cắn muốn toạc con tàu sân bay rồi. Nó dài tới 15 mét luôn mà. Nặng hả? 80 tấn. Nhưng mà hôm nay xuất hiện tới tận 4 con. Cái điều này là cái điều mà nằm ngoài cái kế hoạch của cái thằng mà tiếng bạc này rồi các bạn ha. Nhưng mà không sao. Ngày hôm nay nói ra thu phục mấy con Bay Garden này mà tự nhiên thấy nhiều quá, sợ quá, bỏ về thì chắc là những thằng mã tiến này dục xó luôn á các bạn. Đây nè các bạn, đấy, Bay Garden nè ha. Nhìn nó cực kỳ ghê luôn các bạn. Mà không phải một con mà tới 4 con lận. Nhìn nó ghê chưa? Nó ham Mỹ nó bơi vậy đó. Nhưng mà nó cực kỳ hung dữ, cái hàm nó là gọi là cái lực cắn mà mạnh nhất thế giới luôn các bạn. Cái lực cắn của nó đó mạnh hơn cả hả khủng long T-Rex luôn á. Mạnh như vậy thì nó cắn vô cái lớp vỏ tàu sân bay này cũng hả chết nữa chứ đừng nói chi. Đây đây đây, nó bắt đầu bơi lại mình rồi nè các bạn à. Rồi bây giờ thì cái nhiệm vụ này là của thằng mà tiếng bạc rồi hả các bạn ha. Những cái thằng kia chỉ đứng lên bờ để gọi là thưởng thức thôi, có gì hốt xác về thôi chứ chẳng có làm gì hết. Hoặc là nếu mà cứu được thì cứu, không cứu được thì thằng má tiếng bạc này coi như là cũng xin vĩnh biệt cụ luôn rồi các bạn à. Rồi và ngày hôm nay cái vũ khí của nó để đi thu phục những cái con mê gheo đình này, các bạn biết là gì không? Đây để cho các bạn xem đó, đây là một cái kiếm cực kỳ mạnh luôn các bạn ha. Nó sở hữu những cái sức mạnh của gọi là cái kiếm này. Vậy thôi. Miễn sao là mình có thể thu phục được nó là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử nhảy xuống để thu phục nó các bạn ha. Đây nè, mình chưa nhảy xuống mà nó đã hả. Đây nè các bạn thấy không, nó muốn tấn công mình rồi nè. Đây mình sẽ đi gần gần ở đây coi. Uầy uầy uầy. Đó, tụi bay tấn công tôi đi. Nó bắt đầu tấn công mình rồi đó các bạn. Tụi bay cắn xé tôi đi. Hãy làm cho máu tao rơi ra để dính vào cây kiếm hồi nãy của tao. Đó. Rồi, càng ngày nó càng lôi mình xuống sâu các bạn ạ. Sâu dữ vậy. Không ổn rồi. Bây giờ thì cái thằng siêu nhân ma tiếng bạc này phải bực mod thôi, chứ lôi sâu quá là chết. Rồi ok các bạn. Đây đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ thì nó đã bực được cái sức mạnh của thằng ma tiếng bạc lên rồi đó. Nó có thể chạy được dưới nước luôn rồi các bạn thấy không? Không thể chìm luôn. Đâu rồi, những con mega đình nó mất tiêu rồi. Nó chắc thấy bực mod lên nó sợ quá, nó bỏ chạy luôn rồi. Đâu? Mày gặp đường đâu? Ở đây. Đây, mình sẽ sử dụng sức mạnh để thu phục nó các bạn ha. Đây, tôi thấy cái này nó không dám lại gần đâu. Mày này thì mê gia đình nè. Nó bị choáng rồi. Mấy con mê gia đình nó bị choáng rồi các bạn à. Đó, mình sử dụng cái này để choáng ngay. Hả? Rồi nó bắt đầu choáng rồi ha. Đâu? Mình sử dụng cái này là không có bất kỳ một con mê gia đình này dám hả bơi lại gần tới mình hết á. Ôi, quá trời luôn kìa. Ôi, nó vẫn cắn được mình các bạn à. Đây, mình sẽ làm cho choáng từ từ ha. Rồi sau đó mình sử dụng cái này. Rồi, đây đây đây. Đó, mình sẽ sử dụng cái này các bạn. Để mình cuốn nó lên. Tại nếu mà nó choáng á thì nó sẽ bị chìm xuống dưới nước. Mình sử dụng cái này để mình cuốn nó lên lại. Đó, các bạn thấy được sức mạnh của thằng ma tiếng bạc nó ghê cỡ nào chưa? Đây rồi, những con cá mập bây giờ đó rồi. Đây đây.
cuốn lên lại. Đây các bạn ơi, nó đang bị choáng các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thu phục nó thôi các bạn ha. Bây giờ nó đang nằm trong quyền kiểm soát của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ cần làm một cái nữa. Mình thu phục nó. Đây, mình sẽ bơi xuống sâu. Sẽ quăng mấy cục sát này vào trong người của nó. Mà mình sẽ quăng mấy cục sát này vào trong người của nó để nó hoàn toàn nghe theo lời của mình. Như là có hiệu nghiệm rồi đó các bạn. Nó đứng im con chỗ rồi nè. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái thành quả của mình xem như thế nào hả các bạn ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem những con mê lô định khi mình thu phục xong nó sẽ như thế nào. Đâu rồi? Đây các bạn. Đó. Các bạn thấy mình ghê chưa? Mình đã chính thức thu phục được mấy con mê Golden này rồi á. Sau một hồi cái thằng hả ma tiếng bạc này nó thi triển cái sức mạnh của nó thì bây giờ nó thu phục được rồi nè. Đó. Bây giờ cái con hả mê Golden này nó thực sự đã trở thành là cái con best của mình rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem những con mê Golden khác. Ủa sao có con vậy ta? Sao có con vậy? À đây rồi các bạn. Do là những cái con kia hồi nãy nó chưa có bơi tới kịp ha. Còn bây giờ thì nó đã bơi tới được rồi. Quá đã luôn các bạn ơi. Thấy không? Thật khó tin khi mà cái thằng ma tiếng bạc này nó lấy mấy con mê Golden này làm những con pet riêng cho mình luôn các bạn. Như thế này thì hả thằng nào mà dám đụng với nó không các bạn? Sao mà dám đụng với nó được? Sao phải dám đụng thế? Ma tiếng bạc được. Đụng tới ma tiếng bạc nó hú một cái thôi là mấy con mê gia đình để cho một phát một là thấy hai mặt trời luôn á. Hóa đã luôn các bạn ơi. Đấy, chính thức trở thành best của mình rồi. Các bạn thấy được sức mạnh của thằng ma tiếng bạc này nó ghê gớm tới cỡ nào chưa? Rồi, ok các bạn. Bây giờ là mình hết quan trọng là mấy cái thằng ma tiếng ở trên thuyền nó như thế nào luôn rồi ha. Biển sao mình thu phục được mấy con best ở dưới đây là ok rồi. Và bây giờ thì video của mình cũng sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Tại vì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi. Và mình hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video này của mình. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.